Vâng, cũng trong cái phần liên quan đến cái chuyên mục của cái này, chúng ta có thể thấy là trong 33.000 tỷ thì gần như là phụ thuộc chính vào 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 cho vay thôi, còn những cái khoản còn lại thì là đa phần là không lớn. Và chúng ta để ý kỹ có thể thấy là cái hoạt động cho vay đúng không, ví dụ như HDBank trong năm 2022 là khoảng 80,8 đúng không, năm trước là khoảng 79,7 và nó nằm xấp xỉ trong cái khoản này, và so với ngành ấy thì của HDBank thấp hơn, chứng tỏ một việc tức là cái mức độ gọi là phụ thuộc vào vào tín dụng của khách hàng đúng không? Tín dụng khách hàng là của HDBank là thấp hơn, có nghĩa là cái mức độ rủi ro sẽ ít đi, sẽ ít hơn, bởi vì những cái khoản thu nhập còn lại thì phần lớn là thị trường hai này, chúng ta cho ngân hàng khác vay này, chúng ta có bảo lãnh này đúng không? Rồi chúng ta mua trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp này đúng không, chắc chắn là độ rủi ro của các cái mảng nó sẽ thấp hơn. Vâng, cho nên là sẽ thấp hơn đúng không, tỷ trọng thấp hơn sẽ thấp hơn đấy, đấy là cái liều lượng mà chúng ta đã nhìn thấy như vậy. Thế còn ở đây thì mình sẽ tiếp tục xử lý bên liên quan đến số ở quý 1 vừa rồi so với cùng kỳ năm ngoái, và chúng ta để ý kỹ thấy là cái quý 1 của năm 21 ấy, cái này là 7.000 tỷ, trong khi toàn năm 21 là 33, tức là tính ra là chưa bằng phần tư, chứng tỏ là càng về sau thì cái dư nợ càng tăng. Trước đây có một bạn bạn đã từng từng trao đổi đúng không, bạn đã từng hỏi là ngân hàng là liệu rằng là người ta có bị lùi không đúng không. Thực ra đi lùi thì chỉ có mấy trường hợp thôi, một là nợ xấu cao đấy, hai là vì lý do đấy cái NIM lại bị giảm mà thu hẹp lại đấy, thì có thể cái lợi nhuận ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng. Và cái thứ ba đây là tín dụng người ta trưởng âm đúng không, tức là bị lùi lại, cái đấy cực kỳ hiếm ở Việt Nam. Thực ra hai cái đầu là thứ có thể xảy ra nhất, một là nợ xấu đúng không? Hai là NIM. Thì ở đây tuy nhiên trong trường hợp mà tăng trưởng tín dụng nó tốt thì kể cả nợ xấu cao đúng không, rồi NIM có thể bị ảnh hưởng thì hoàn toàn có thể bù được bằng tăng trưởng tín dụng đúng không? Có thể bù được, cho nên là cái trường hợp đấy trong năm ngoái năm nay là mình nghĩ khả năng sẽ diễn ra mà ở hệ thống ngân hàng Việt Nam. Vâng, đúng rồi, chưa thấy cái biên bị mỏng xuống đúng không? Biên mỏng này thì phần lớn là do cái lãi suất từ người đầu vào nó tăng rất mạnh, trong khi đầu ra thì do lãi suất cao cho nên là rất khó cho vay đúng, đúng khách hàng. Tuy nhiên cuối cùng thì tăng trưởng tín dụng hình như là vẫn ok. Vâng, 24 tăng 29 đúng không, đến năm 22. Vâng, thu nhập tăng 53, cuối cùng thì cái kia chỉ tăng có 19 thôi, nhưng mà dù sao thì 19 cũng là ok. Và chúng ta so sánh ngành đúng không? So sánh ngành ở đây thì mình không có quý 1 nên chúng ta không so sánh được, chúng ta chỉ có tỷ trọng thôi. Và đây là cùng kỳ năm ngoái này, cái này chỉ liên quan đến thu nhập thôi đúng không, chứ ở đây thì mình chưa trừ cái cặp khả năng là số nó phải ở trên thì chúng ta mới nhìn được cái phần tín dụng này. Đây đây là tín dụng này rồi, đúng rồi, đây đây đúng rồi, tăng 53 kia tăng 9 mấy, cuối cùng chỉ tăng có 19 thôi. Còn trên toàn ngành thì là cái này tăng tăng 45, chi phí tăng 81, và gần như ngân hàng nào cũng bị tăng chi phí tín dụng tăng rất là mạnh, và cuối cùng thì cái chỉ tăng 14 thôi đúng không? Như vậy trên cả hai cái thông số chính đúng không? Một là thu nhập và hai là lãi lãi thuần tín dụng thì HDBank đều mạnh hơn thị trường, nhưng mà có thể cái mảng này ảnh hưởng thị trường thôi đúng không, chứ còn lãi và thu nhập tín dụng là đều tốt hơn ngành. Đấy, chúng ta như vậy cũng là một điểm rất là mạnh. Nói chung HDBank chỉ đang bị một cái vấn đề là cái CASA cao. Vâng, tức là cái lãi suất huy động trung bình của ngân hàng sẽ không thể thấp được đúng không, trong khi ngân hàng lớn người ta sẽ phải mạnh một cái đấy, lâu dài là HDBank phải mạnh một cái đấy. Và muốn thế thì một là thương hiệu lớn, uy tín lớn mà rồi nhiều khách hàng đúng không, đặc biệt khách hàng cá nhân cực kỳ nhiều thì là mọi thứ sẽ ok. Và
Chúng ta đến với tiếp đúng không? Thu nhập dịch vụ. Cái này theo mình đoán thì gần như là bảo hiểm. Rồi chi phí dịch vụ. Và cuối cùng là lãi tuần dịch vụ. Đây là một cái mảng phụ thứ hai. Và hy vọng là nó sẽ ok. Đây rồi. Ba nghìn ba và 350, vâng, chi phí cực kỳ mỏng. Vâng, chi phí rất mỏng và đi kỹ là cái 2009 này bằng 1/6 của bên tín dụng, cũng là một thứ khá đáng kể. Vâng, như vậy trong năm vừa rồi cái này tăng đến 50%. Vâng, tăng rất mạnh, tăng 50%. Và chúng ta thử xem là nó là cái gì. Đúng, bảo hiểm rồi, 2.000 tỷ luôn, ngay tức nhìn thấy cái cục bảo hiểm này. Cái thanh toán bằng kia là cái vụ ngân hàng thôi, mà khác không đáng kể. Như vậy số cực kỳ to. Và chúng ta sẽ thử nhập quý 1 xem như nào. Đây, quý 1 năm ngoái. Vâng, 600. Và nó chưa bằng 1/4. Như vậy là quý sau khả năng là ok hơn. Đến quý 1 của năm nay đây. Và 67. Như vậy hình như cũng tăng khá tốt. Tăng 15%. Phía dưới tăng 11 đúng không? Như vậy chi phí dịch vụ tăng nhanh hơn. À, dù sao thì năm nay cũng khó đảm bảo, khó 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 đòi nhiều. Và trong môi trường lãi suất cao thì rất là khó ai. Tiếp. Và chúng ta đến với các mảng còn lại, ngoại hối này. Lãi ngoại hối này. Chúng ta có lãi từ chứng khoán kinh doanh này. Chúng ta có lãi từ chứng khoán đầu tư này đúng không? Đây là chính là cái mảng mà ứng với cái mảng mảng này. Đúng không? Các loại trái phiếu. Rồi chúng ta có đến với lãi khác đúng không? Lãi khác. Lãi khác mình nhớ là thường nó là thanh lý. Vâng. Rồi thu nhập góp vốn đúng không? Cổ tức gì đấy. Đấy. Thế thì theo như cái thông số này ấy, thì cái này 134 thì không đáng kể rồi. Cái chứng khoán kinh doanh cũng chỉ có 16 tỷ thì cũng không có cái gì đáng kể. Chứng khoán đầu tư thì cũng chỉ có 300 tỷ. Và hoạt động lãi khác đúng không? Là thuyết minh số 27 là 500 tỷ. Và thu từ vốn góp cổ phần là có 6 tỷ thôi. Như vậy cộng cả cái đống nồi lại lại này lại thì chưa đồng ngàn, tức là còn chưa nổi chỉ bằng 1/3 của dịch vụ thôi, chứ còn chưa nói đến tín dụng. Vậy còn thấy các dùm khác thì gọi là thêm thêm thôi đúng không? Mình nghĩ không thể là cái chủ đạo được 27. Và ngoại hối thì HDBank cũng ở mức vừa phải thôi. Hối mình nhớ chứ chắc cái công việc Vietcombank là đáng kể. Đây rồi. Đúng rồi, tu từ thời do đúng đúng kết quả AMC rồi. Đúng nó luôn. Vâng, mình chạy tiếp xem như nào. Như vậy là chúng ta đến 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 sát gần cuối rồi. Vâng, đây. 134. Còn bên phía này thì chúng ta ghi nốt thôi, nhưng thực ra thì mình nghĩ các cái khoản mục này nó rất là nhỏ nhỏ và cũng không cần phải sâu sát quá kỹ đấy. Và rồi, và cuối cùng thì chúng ta có cái gọi là thu nhập hoạt động. Ngày xưa thì mình thấy báo cáo chính của ngân hàng thì người ta hay để cái này, bây giờ thì đa phần là không thấy, đa phần là không có. Tất nhiên ở đây thì muốn có cái số này thì mình sẽ làm ngược lại thôi,
mình sẽ cộng cộng ngược cái chi phí với cái lãi thuần lại là nó sẽ ra cái số đấy ngay. Đúng rồi, chúng ta ra khoảng tầm 21.000 tỷ nhé. Vâng, và bên phía kia thì chúng ta sẽ ra là 10 375 này. Vâng, như này thì thực ra thì mình muốn ghi cái này ra ấy là để so sánh cái tổng tất cả các nguồn. Và nó tăng 31. Thế còn tín dụng thì tăng 29. Và nguồn gốc tăng tín dụng ở đây thì do là tăng cái tốc độ là dư nợ. Tăng tốc độ dư nợ. Trong năm ngoái thế thì chi phí tăng chậm. Đúng rồi, 24. Như vậy là 31 đúng không? Vậy là vẫn có vẻ ok. Và trong cái tỷ trọng này thì mình muốn kiểm tra nốt là cái mức độ của dịch vụ 13. Mức độ dịch vụ thì là 13. Năm trước 11 đúng không? Nhưng mà chứng tỏ bảo hiểm tăng rất nhanh. Đúng rồi, 5% là chuẩn rồi. Vâng. Thế còn ở đây thì chúng ta sẽ đến với báo cáo quý đúng không? Quý 1 đây rồi. Quý 1 và chúng ta có lãi ngoại hối. Vâng. Năm trước 22. 38. Chứng khoán đầu tư là 300 đúng không? Vậy là rất cao. Lãi khác là 98. Gốc vốn là 2 tỷ. Và cuối cùng thì tất nhiên là mình sẽ phải cộng tay nốt cái con số này lại để chúng ta tính cho gọi là tổng thu nhập hoạt động. Vâng, 5.000 tỷ. Vâng, gần như bằng phần tư rồi. Vâng, cả năm 22 là gần 22, còn cái này là 5.000. Vậy gần như là rất là sát. Thế còn năm nay đây. Năm nay thì ngoại hối thì bị lỗ. Vậy có vẻ không tốt lắm. Chứng khoán kinh doanh thì ở đây được 27 tỷ. Chứng khoán đầu tư thì được 24 tỷ. Lãi khác thì 131 tỷ. Thu nhập từ góp vốn là chỉ có 5 tỷ thôi. Mình nhớ là ông có góp vốn một có một cái gì đó trên sàn đúng không? Tổ chức kinh tế trên sàn. Và 3698 789 đúng không? Cộng với chi phí hoạt động là từng kia 5.600 đúng không? Như vậy xét ra vẫn tăng và vẫn tăng. Để ý đây thì có thấy tín dụng tăng 19 dịch vụ tăng 11, thế còn thu nhập hoạt động chỉ tăng có 10 thôi, chứng tỏ là tất cả các phần còn lại là rất là kém đúng không? Nó kéo được cái bình quân xuống, tất cả còn lại đều rất kém. Và ở đây đáng chú ý nhất là chứng khoán đầu tư là gần như là về không, đang từ 300 còn 24 tỷ, ngoại hối cũng bị lỗ. Tất nhiên đáng kể nhất ở đây chính là chứng khoán đầu tư, cũng đúng thôi đúng không? Bởi vì rất có thể sẽ chết trong trái phiếu, bởi vì khi mà lãi suất trong vòng một năm qua biến động rất mạnh như thế thì rất có thể các ngân hàng người ta cũng có thể sẽ trên sai số tiền sai. Và đấy là cái phần liên quan đến các nguồn thu mà chúng ta ra là thu nhập hoạt động. Và như vậy qua đây có thể thấy dịch vụ vẫn là thứ quan trọng nhất. Và dịch vụ. Và đây thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp đúng không? Phần dưới. Chúng ta sẽ đến với chi phí hoạt động này đúng không? Trước khi đến với lãi thuần. Và chi phí hoạt động trong năm vừa rồi của bên Hedbank là khoảng 8.630 tỷ. Và năm trước là 6.300. Và theo như cái thế này thì nó tăng 35%. Còn thu nhập thì tăng 31. Vâng, ở đây thì chắc là mình ghi luôn lãi thuần đi. Lãi thuần trước dự phòng lãi thuần. Vâng, ra 13.000 336. Thế còn chỗ này thì là khoảng tầm 10.375. Và đây thì
Chúng ta chia thử bên ngày. Wow, như vậy là 3 39%. Nó vào khoảng 39%. Và tuần thì khoảng 60. Đúng không? Và chúng ta so sánh tỷ lệ này với năm ngoái là 38, đúng không? Như vậy có kén lên một chút, bởi vì tiền công nhân ở đây là chi huy động nó tăng nhanh hơn thu nhập. Dù sao thì nó cũng phản ứng chậm thôi. Và cuối cùng thì lãi thuần tăng khoảng 28. Và chúng ta sẽ so sánh cái này so với trước. Ở đây thấy đây là 31. Và cả ngành chỉ tăng có 20 thôi. Còn so với chi phí thì tăng 35 và cả ngành chỉ tăng 19. Như vậy ở HD Bank thì cả cả thu nhập và chi phí đều tăng rất là mạnh. Cả thu nhập và chi phí đều tăng rất là mạnh. Cuối cùng thì lãi thuần tăng khoảng 28 đúng không? Và vẫn tốt hơn ngành rất nhiều. Và chúng ta có thể liếc trộm vào quý 1 thì thấy quý 1 thì tăng rất tốt. Thu nhập tăng 10, chi phí thì tăng có 1. Và cuối cùng thì lãi thuần tăng bình 15 trong khi thị trường thì tăng có 1,9 thôi. Như vậy mọi thứ đang 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 kết quả dẫn đến cuối cùng thì gần như là phản ánh tốt hơn. Và những cái gì chúng ta đang nhìn thấy đây thì coi thấy là hoạt động đúng không? Là đang ok hơn. Và để mà chúng ta nhìn kỹ được xem nó là cái gì thì chúng ta sẽ soi. Và trong cái 8.600 này thì có gần 5.000 là liên quan đến chi phí nhân viên. Tất nhiên nó sẽ gồm có lương, đúng không? Lương là chủ đạo và phụ cấp rồi các khoản đóng góp cho lương. Rồi chi về tài sản, đúng không? Chi thuê tài sản của cả cả ngân hàng là chỉ có 400 tỷ thôi. Rồi sửa chữa nâng cấp tài sản cố định là 200, đúng không? Khấu hao tài sản cố định là khoảng 152. Chi khác về tài sản khoảng 120 nữa. Như vậy liên quan đến tài sản thì đâu đó chỉ khoảng tầm gần 900 tỷ thôi. Rồi chi vào nội 500 đúng không? Hội nghị thứ 300 có thứ đây. Như vậy cái thứ chủ đạo nhất của ngân hàng chính là lương. Vâng, lương của ông nào thì gần như là mình nhớ là ngân hàng thì ông nào lương cũng cao. Là gọi là chủ đạo. Trong chi phí của hoạt động của ngân hàng là lương được coi là chủ đạo rồi. Vâng, chắc là như bên mấy cái chỗ bên này. Đúng rồi. Đây là 22 đây, 8.600 đây. Và về lương thì nó nắm 62% toàn hệ thống. Còn cả ngành ngân hàng thì là 56. Đến quý 1 là 58, còn quý 2 bên là 60. Như vậy nó cũng xem thôi, đúng không? Đến đến quý 1 rồi so với ngành thì gần như là ná ná.